Yonhap News đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Sun-kyun, người đang bị cảnh sát điều tra về tội sử dụng chất cấm, được phát hiện đã tắt thở trong xe hơi của anh ở công viên. Trang Sport Chosun cho biết, theo cảnh sát, khoảng 10 giờ 12 phút sáng nay, Tổng đài 112 Hàn Quốc nhận được trình báo từ người nhà diễn viên Lee Sun-kyun, chồng tôi đã viết một ghi chú giống như di chúc và rời khỏi nhà. Theo báo chí Hàn Quốc, công ty quản lý của Lee Sun-kyun đã mất liên lạc trong khi tin đồn về cái chết của anh đang được lan truyền. Theo cảnh sát và cơ quan cứu hỏa, vào ngày 27 tháng 12, một người nghi là Lee Sun-kyun được tìm thấy bất tỉnh gần công viên Gwareong. Theo thư viện Chosun, Lee Sun-kyun được tìm thấy đã gục ngã trong ô tô. Yonhap News cho biết cảnh sát xác nhận thông tin này và đang điều tra lý do vì sao ngôi sao này qua đời. Trước đó, Lee Sun-kyun bị cáo buộc sử dụng nhiều loại ma túy, bao gồm cả cần sa tại một cơ sở giải trí ở Seoul, từ đầu năm nay.